Sau khi chỉ thị 40 ra đời thì sự quan tâm của lãnh đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương thì là đặc biệt là sự quan tâm của ngân hàng chính sách nữa thì nó tạo điều kiện rất là thuận lợi cho bà con trong cái việc tiếp cận vốn vay để đầu tư hỗ trợ sản xuất. Thì qua cái chỉ thị 40 ra đời thì đến nay thì cái nguồn vốn tạo điều kiện cho bà con vay để bà con có cơ sở và tạo cái động lực cho bà con đầu tư sản xuất kinh doanh. Đến nay thì đời sống của bà con so với những năm trước đây là tương đối ổn định. Không còn như tình trạng như là đi du hành chung cư, nhưng mà hiện tại thì đa số bà con để sống ổn định, biết trồng, chăm sóc một số cây công nghiệp, cây hoa màu, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình. 10 năm triển khai thì cấp ủy đảng chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện hết sức rồi tuyên truyền vận động cho người dân hiểu về cái chủ trương, rồi sự quan tâm hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội nữa. Thì đến nay thì nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã đã vươn lên thoát nghèo.